Hello, xin mến chào tất cả anh em. Video hôm nay thì em lại làm về một bộ mic khá là cao cấp. Bộ mic này thương hiệu GLX Acoustic và mang nhãn hiệu PS800. Đây là một dòng mic khá đẳng cấp anh em nhé. Chất âm hay, hát nhẹ và rất là tiết kiệm pin cho anh em. Sản phẩm này được nhập khẩu chính hãng, và đều được bảo hành 12 tháng hết cho anh em. Anh em nhìn ok là rất là đẹp anh em nhé. Với bộ mic này anh em chơi sự kiện hoặc gia đình thì đều rất là ok. Bây giờ em sẽ bóc hộp và cho anh em xem đó. Bên trong của cái bộ micro này anh em nhé. Đầu tiên anh em để thấy xốp được bảo vệ khá là chất lượng đúng không ạ? Rất là dày dặn anh em nhé. Cho nên là anh em mà vận chuyển đi xa, nhất là vào miền Nam ấy, thì anh em yên tâm, không sợ vấn đề gì hết. Đây là sách hướng dẫn sử dụng. Anh em hiểu về tiếng Trung, tiếng Anh thì anh em có thể vào tham khảo ở cái sách hướng dẫn sử dụng này. Nói chung là cái bộ mic thì chúng ta sử dụng rất là đơn giản thôi. Đi về phụ kiện thì sẽ giới thiệu chi tiết với anh em. Đầu tiên thì đây là một bộ bộ sạc nguồn anh em nhé. Bộ sạc nguồn này thì chạy điện 220V. Chạy điện 220V ok chưa? Kèm theo là một cái dây rắc 6 ly để cho anh em kết nối từ đầu thu của mic, chúng ta kết nối ra vang hoặc là xuống âm ni anh em nhé. Có hai cái chống lăn, ok chưa? Ở bên này thì nó có cái tai anh em nhé, có cái tai để chúng ta bắt vào cái đầu thu này. Nhìn nó sẽ đẹp hơn. Tiếp theo là sẽ có 4 quả pin. Pin này chúng ta sử dụng hết thì chúng ta sẽ vứt đi. Pin sử dụng một lần. Bên cạnh thì sẽ có hai cái dấu anten. Ok chưa? Hai cái dấu anten. Nó sẽ nằm ở bên khe bên này anh em nhé. Tiếp theo thì sẽ mở cái tay mic để cho anh em xem tay mic ok không anh em nhé. Anh em thấy tay mic đẹp mà. Tay mic rất là đẹp. Đẹp, rất là đẹp anh em nhé. Rất là chất lượng với cái bộ mic này. Nhìn nó rất là chuyên nghiệp. Cầm rất là chắc chắn anh em nhé. Rất là chắc chắn và đầm tay. Con này tiếng rất là hay. Khẳng định với anh em luôn. Giá của bộ mic này hiện tại bên em đang bán với giá là 3.600.000 đồng. Giao hàng toàn quốc anh em nhé. Và đã bao ship cho anh em rồi. Đây còn một tay mic nữa. Ok chưa? Rất là đẹp đúng không ạ? Anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ mic này thì anh em liên hệ trực tiếp với em. Hàng chuẩn bảo hành 12 tháng hết cho anh em. Thương hiệu LX Acoustic, hàng chính hãng luôn. Tiếp theo thì sẽ là cái đầu thu. Thì em thể nhìn đầu thu đây. Đầu thu được thiết kế mặt màu đen. Mặt màu đen. LX Acoustic, ok chưa? Con này được in chữ chìm bên trong. Nhìn nó rất là bắt mắt, rất là đẹp. PS800, ok chưa? Đây là to nhỏ của mic này. Chúng ta có thể dò tự động bằng tay này. Ok chưa? Set này. Dò tự động này. Quá là đẹp đúng không ạ? Đây bên mic này là mic A, mic B đây. Đây là nút nguồn anh em nhé. Nút này là nút nguồn. Con này thì khá là chất lượng. Rất là đẹp. Anh em nào muốn sở hữu cái bộ mic này thì anh em liên hệ với em thôi. Tất cả đều có tem bảo hành chống hàng giả hết cho anh em. Tem bảo hành chống hàng giả hết anh em, và em có thể cào cái lớp phủ này hoặc có thể quét mã QR check bảo hành điện tử. Quay về mặt đằng sau của cái bộ mic thì như em đã thấy ở đằng sau thì đây có nút nguồn anh em nhé. Cái này chúng ta sẽ cắm điện nguồn vào đây. Và sẽ cắm dấu anten đúng không ạ? Có hai cái dấu anten để cho anh em cắm vào. Sử dụng hai đường mic chuyên nghiệp, sử dụng bằng jack ca lông anh em nhé. Ok chưa? Còn anh em mình trong gia đình thì chúng ta sử dụng cái jack 6 ly là ok rồi. Cắm vào vị trí giữa. Mic chung AB, ok chưa? Mic chung AB.
Đây là độ nhạy thì anh em cứ để cho em hướng 12 giờ thôi, vì con này độ nhạy rất là cao anh em nhé. Con này độ nhạy rất là cao, để cho em hướng 12 giờ là ok rồi. Đó, tiếng mic nó rất là nhạy. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Hàng rất là xịn sò cho anh em. Đó. Ở trên đây thì vừa rồi thì em cũng đã để một bộ mic lên. Đó. Thì em sẽ alo thử luôn cái tiếng mic cho anh em nghe. Đấy. Anh em thấy bộ này ok không ạ? Quá đẹp luôn. À, khi đặt lên bộ dàn à, nhìn nó rất là nổi em nhé. PS800. Đó. Giờ sẽ alo thử tiếng mic. Tiếng mic rất là dày và rất là bắt. Tiếng mic rất là dày anh em nhé. Với cái bộ mic này chúng ta chơi gia đình hoặc sự kiện thì trên cả tuyệt vời luôn. Giá chỉ 3.600.000 đồng thôi. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Đây là mic to nhỏ này. Đó, đây em đang để 23 anh em nhé. Đó, 24 này. 6, 7, 8, 9. Tiếng khá là bay, rất là bắt mic anh em nhé. Đó, con này tiếng mic rất là lịnh. Đó. Rồi ok, thì bây giờ em sẽ karaoke thử một đoạn để cho em nghe cái tiếng mic của nó. Đó, rất là chất lượng. Đó, đây là tay mic A này. Đó, sẽ chuyển sang tay mic B. Đó, chuyển sang tay mic B anh em nhé. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Anh em thấy tiếng mic thế nào ạ? Trên cả tuyệt vời anh em nhé. Đó. Quá đẹp, thì anh em nào mà là có yêu cầu đấy, muốn sử dụng những cái bộ mic cao cấp thế này, anh em cứ liên hệ trực tiếp với em thôi. Đó. Bây giờ thì em sẽ karaoke thử một đoạn để cho anh em nghe cái chất âm của cái bộ mic PS800 thương hiệu của Lấy Acoustic. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.